Tết năm nay đến khá là sớm và nhiều lúc em cảm thấy hơi bị hụt hẫng một chút đấy ạ. Ôi dồi, người dân thì người ai thấy cảm thấy bình thường, không có vấn đề gì cả. Và cái nó tấp nập hơn một tí thôi, nó bận rộn hơn một tí thôi. Sốt ruột quá vì là Tết đã đến rồi mà hàng dễ ấm. Vội quá, tiền thì chưa thấy mà Tết đã đến nhanh. Bây giờ ai cũng phàn nàn sắp Tết rồi mà thấy phố vắng quá. Cảm giác nó lo quá, cô không muốn gần như thế thì nữa. Nó vội vội vàng mà bọn cô vừa bán Noel xong. Những ngày cuối cùng của năm 2019, hình ảnh con phố Hàng Mã rực rỡ sắc xanh, sắc đỏ, người bán hàng, người giao hàng vào ra tấp nập. Có mỗi lên phố Hàng Mã thì mình có thể cảm nhận được là Tết đến gần, còn các phố khác thì chưa thấy nhộn nhịp ạ. Theo dòng xe đi tìm không khí của Tết, chúng tôi đến với chợ hoa Quảng An, những cành đào, cành mận đã được bày bán vài ngày hôm nay. Bán thì nó không được cho sôi nổi như Tết 75. Tôi cảm thấy chậm. Dòng xe thì cứ vào ra tấp nập, chỉ có dãy bán đào là chưa nhộn nhịp. Trong một ngôi nhà nhỏ tại phố Khương Đình, có một người nghệ nhân hơn 20 năm gắn bó với cây hoa thủy tiên, vẫn cặm cụi với công việc của mình. Người đàn ông kiên nhẫn gọt, tách từng vỏ hoa thủy tiên để mong năm nay sẽ có những bát thủy tiên thật đẹp. Thì coi hoa thủy tiên nó là một cái phần không thể thiếu được trong ngày Tết. Hoa thủy tiên nó là một loại hoa cao quý, mình có thể để trên bàn uống nước để tiếp khách được. Và thứ hai có thể để đặt bàn thờ để mà thờ cúng tổ tiên. Và khi có hoa thủy tiên nở tức là gì? Là báo hiệu mùa xuân đến. Mọi người thì chưa cảm nhận thấy Tết, nhưng chính mỗi người đã đưa Tết đến gần theo một cách riêng. Dù sao đi nữa, mỗi ngày trôi qua là một ngày Tết đến thật gần. Tớ xa quê nên tớ năm nào cũng thấy cảm giác háo hức. Mặc dù Tết nhanh nhưng mà em vẫn mong tất cả mọi người có một cái Tết thật là trọn vẹn và ấm cúng. Cùng chúc nhau lễ thiết thanh.